Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Gaming. Ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire họ sẽ ra mắt trở lại chúng ta, đó là trang phục Khải Hoàn. Đấy, trong sự kiện Tứ Linh Khải Hoàn chỉ từ 25 kim cương. Nhưng mà tất nhiên là chỉ có 3 bộ đồ mất tiền thôi, còn bộ đồ free thì bên Anna chưa thể bán lại. Đấy, đó là bộ đồ Huyền Vũ. Thì bộ đồ đấy thì đợt đấy tất cả mọi người đều được free, nên là này thì bên Anna Free Fire chỉ đưa lại 3 bộ đồ. Đó là bộ đồ con Phượng Hoàng, con Hổ với cả con Rồng thôi. Ok, mình thì đã có bộ đồ Thanh Long rồi, nên là hôm nay mình sẽ săn cho anh em đó là bộ đồ Bạch Hổ cũng như là bộ đồ Chu Tước để cho anh em test tỷ lệ nha anh em. Ui dồi ôi, toàn 1, 2 với 3. Và có vẻ tỷ lệ không thơm, tỷ lệ không thơm anh em ạ. Và tỷ lệ này nó có tí không thơm rồi. Tỷ lệ này thì không ổn rồi. Ok, làm thêm ôi thế mới hết kim cương à. Lì cố thêm 4 hộp nhỉ. Cố thêm 4 hộp nào. Và 4 hộp, 1 và 2. Và 1 và 2 khá nhỏ, ok. Và để có thêm kim cương thì mình sẽ đến với Riaki.net, shop tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ở trên này anh em có thể tham gia rất nhiều trò chơi, và có bất kỳ vấn đề gì thì anh em có thể liên lạc với bên hỗ trợ khách hàng của Riaki.net. Ok con dê, đây là cái vòng quay thần tài phát lì xì. Anh em thử chơi, tích cực quay tay, vận may biết đâu nó sẽ đến. Thì anh em chú ý là mình chỉ có duy nhất một bên đối tác chính thức, đó là Riaki.net nhé. Còn các loại khác chấm tương, chấm tiếc thứ thì không chuẩn đâu. Thì mỗi khi anh em muốn truy cập vào trong chỗ này để có thể tìm kiếm những cái tài khoản xịn sò con bò, thì anh em nhớ là vào thẳng địa chỉ ở Riaki.net, chứ còn nó không có phải là shop này, shop nọ, shop lọ, shop chai đâu nha anh em nhá. Anh em chú ý, thời gian sốt hàng thì rất nhanh, chỉ từ 1 cho đến 2 phút là kim cương sẽ về tài khoản ngay. Và kim cương này thì cũng sẽ được tính tích lũy như trong Free Fire bình thường. Đấy, tích lũy như nạp thẻ bình thường. Thì ví dụ như là cái vụ mà tích lũy đấy thì anh em có thể chú ý là ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire có cái sự kiện là nạp 300 kim cương thì nhận được cái ba lô dạ xoa. Đấy, cái này ở bên server nước ngoài cũng nạp khoảng 200-300 kim cương gì đấy, thì bên Việt Nam cũng cho một cái giá tương đối rẻ. Đấy, thì là 300 kim cương, thì khi mà rút về anh em cũng có thể nạp để lấy 300 kim cương bình thường, để lấy được cái ba lô ấy bình thường. Ok, và huy hiệu kẹo mút, ui vận động 40 hộp mà ra toàn 1, 2, 3, được 2 phát 3, 2, 3 phát 5. Nhưng mà cái lần này thì tôi thấy là nó không ra bất kỳ một cái đồ vĩnh viễn nào cả. Đấy, nó không ra bất kỳ một cái đồ vĩnh viễn nào. Rất khó, rất khó anh em ạ. Và ui, mở thế mà mới được có 88 huy hiệu ạ. Như vậy là chưa đủ được bộ Bạch Hổ. Bộ Bạch Hổ là tận 89 huy hiệu cơ. Đấy, lại làm thêm 1000 kim cương nữa. Cái tài khoản này của tôi thì hết sạch vé giảm giá rồi, hơi buồn. Đấy, ui, ba lô tứ linh này, thôi cũng được. Ba lô tứ linh, ba lô tính lư, thôi cũng được. Mở ra này nó không phải là cái điều quá tồi. Mỗi tội cái ba lô này thì mình lại có rồi. Đấy, thế nó mới cay. Ui, lại 1, 2, 5. Đấy, 1, 2, 3 này, buồn chưa. Ui, thế lại ra ba lô tứ linh tiếp ạ. Đùa trêu cậu đúng không? Vâng, có phải bạn đang trêu đùa tôi đấy không? Ui, chán thật sự đấy. Đấy, ui thật 1, 2, 3. Ui thật lại 1, 2. Ui thật 1, 2 này, ui thật 1, 2 căng đét luôn. 1, 2 căng đét ạ. Ui, 89, 69. Tại sao bộ Chu Tước? Bộ Chu Tước nó là bộ nữ, nên bên Anna để cái giá nó rẻ hơn. Nhưng mà thường thì mọi người sẽ lấy đồ nam thôi. Đấy, mình sẽ lấy bộ Bạch Hổ. Cay thật sự nhỉ. 63 huy hiệu làm ngay cái bom keo. Đấy, làm ngay bom keo. Cái chảo cái đợt trước cũng là free. Đấy, bom keo Thanh Long trang bị. Cái gì vật phẩm hiện tại đang lỗi. Ôi thật. Sao lại vật phẩm đang lỗi là như nào? Ui, sao lại vật phẩm hiện tại đang lỗi là sao? Trời ơi, cái quần què gì đây? Một thông tin hiện lên khiến cho mình cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng mà không sao, mình vẫn thấy là mình vẫn lấy được cái bóng keo Thanh Long này rồi. Sao nó lại thông báo là bị lỗi là sao? Trời ơi, thông báo sợ thật sự ạ. Vật phẩm bị lỗi, trời ơi, ui, và chưa trang bị được rồi. Đâu rồi, bóng keo Thanh Long đã về tài khoản chưa? Đây rồi. Này ơi, bóng keo Thanh Long thong lanh, nó là hình cái cổng nha anh em nhá. Nó là bóng keo của con rồng. Đấy, xịn xò con bò thật sự đấy. Ok, quả lựu thế này, quả lựu trong sự kiện tứ linh đấy thì hình như là mình chả có quả lựu nào thì phải. Đấy, cái sự kiện tứ linh hình như là nó không ra bất kỳ một skin lựu nào. Ok con dê, rồi. Ngon. Ok, bây giờ mình sẽ vào để nhận nốt cái ba lô dạ xoa. Ba lô dạ xoa lại còn Anna Free Fire phải thêm vào chữ nâng cấp nữa ạ. Và vãi trưởng, ba lô nào mà nó chả có cấp 1 hay 3. Ba lô nào mà chả nâng cấp. Ba lô nâng cấp là cái gì? Và ba lô nâng cấp là cái gì? Và ông Anna lừa thật sự ạ.
thi thoảng cứ đưa ra một số những cái khái niệm gây lú, đưa ra khái niệm gây lú cho người xem. Ba lô nâng cấp là cái gì, làm gì có ba lô nâng cấp, bó tay ba lô nâng cấp. Ok con dê và di chuyển lên. Tôi không hiểu sao cả team tôi game 1 nó lại AFK mà đang bắn rank ấy nhá. Đấy, đang bắn rank ấy, không phải bắn thương đâu. Bắn thương thì chả nói, bắn thương không nói, không hiểu sao nào. Tập hợp lại nào, đi thôi anh em. Ui, cái thằng anh yêu này, yêu anh này, yêu anh còn mặt cười cười này thì yêu cái gì. Vâng, khả năng cao lại có tí AFK rồi. Tí lại phải gọi là cái gì ta. Vâng, report. À đây rồi. Đấy, xin nhẹ cái đầu. Ui xôi ôi, xin nhẹ bạn cái đầu luôn. Bắn khác gì phần mềm không? Đấy, nhưng mà hình như ở bên kia có thằng nào chưa dùng phần mềm anh em ạ. Vâng, bên kia tôi cảm giác thằng dùng phần mềm anh em ạ, ảo lắm luôn. Đấy, lên thôi anh em. Đấy rồi, ui, thôi xong. Lại gặp phần mềm rồi. Lại gặp phần mềm rồi. Ui, ui, bắn toàn đầu ạ. Ảo thật đấy. Ảo mà Canada, Venezuela, Argentina. Team này còn, cái team này còn có ông yêu anh ở quân đoàn AFK. Quân đoàn AFK thì nó lại trả AFK. Cho bạn cái phát hiện AFK. Ôi trời ơi, boss 2K10 nó giết bây giờ không. Team này hình như nó có một thằng nó dùng phần mềm thì phải, nếu mà tôi nhớ không nhầm. Đấy, cảm giác ảo ma lắm anh em ạ. Ảo ma lắm, nghi ngờ lắm. Nghi ngờ lắm, mà tí nữa nhá. Bây giờ mình thắng đi. Còn tí nữa kiểu gì nó cũng lôi phần mềm ra để nó chiến thắng mình. Bây giờ cái dạng gọi là dùng hai máy, một máy bắn chính, một máy dùng phần mềm là rất là quen. Đấy, rất là quen luôn. Nguy hiểm thật sự. Ở trong con game này, đấy là lý do tại sao mà đợt này tôi ít kể rank. Nó là như thế, chơi 10 trận, 9 trận gặp phần mềm thì chịu. Mình chơi để mục đích giải trí mà anh em. Đấy, mình chơi mục đích giải trí mà anh em. Đấy, làm sao? Ôi ôi, CIS chạy lại. Ôi, thằng yêu anh ấy còn lên thí mạng của nó nữa. Vâng, lên thí mạng của nó nữa, như nào? Thí mạng, ôi ôi. Ôi, bắn, bên kia nó bắn, team mình vừa xuất hiện cái chết luôn ạ. Đây, làm sao? Làm sao? Là một thằng TAT cay à? Cay thì chúng tôi cay mà được à? Cay thì cậu cho hết cay luôn mà. Làm sao? Úi xù ôi, mình có thể bắn không hay mà trình ngắn trộm mình nó phải gọi là đỉnh của chop. Đấy, mình có thể bắn không hay mà trình ngắn trộm nó gọi là đỉnh của chop, chọc của đính anh em ạ. Đấy, úi ôi, còn một thằng nữa đâu rồi nhỉ? Vâng, còn một thằng nữa, nó đi đâu rồi anh em? Đấy, ra kích hoạt phần mềm đây mà. Ui rồi ôi, đây rồi, chúng ta chuẩn bị chứng kiến ha. AFK, thằng đấy là một mình nó chơi hai máy anh em ạ. Nghe tài khoản chính nó chết, nó chưa kịp chuyển nó điều khiển tài khoản phụ. Cái bài này cậu quen lắm, bài này cậu quen lắm. Mày định qua mặt cậu à? Căng rồi, gặp phần mềm rồi. Phần mềm này khó chơi anh em ạ. Và phần mềm này mình thi đấu phải rất cẩn thận, lú đầu ra phát là chết. Đấy, thì nghi lắm. Cái trò mà tiểu đang chơi xong lại AFK để ra để kích hoạt một cái gì đấy. Ôi, cái thằng yêu anh sao nó bao trận không bắn. Ông này cũng ra kích hoạt phần mềm à? Đấy, ôi bạn ơi. Này thì một thằng. Đấy, bật hào quang hộ mệnh lên, nó lại nhanh anh em ạ. Ui, hay rồi. Nốc được đôi cháo. Ui, sợ lắm. Bên nhiều ông kích hoạt phần mềm thì chịu đấy. Đấy, bây giờ ông kích hoạt phần mềm ảo lắm. Cái trò mà tự nhiên đang bắn hay. Đấy, ui, Cái thằng keo DG đấy. Ui, nghi vấn lắm. Hai ván liền đều bị hạ. Cái này là chỉ có thể ra là để kích hoạt phần mềm thôi. Thật với anh em luôn. Đấy, ui, làm sao mày kích hoạt phần mềm với cậu à? Cho quả lựu giao lưu hỏi. Đấy, chết chưa? Chết mày chưa? Làm sao? Ui, cái thằng kẹo đường kia tôi thấy nó bắt đầu không ổn rồi đấy. Cái kiểu mà tên lại kiểu trắng trắng thôi mà, avatar nền trắng trắng mà kiểu các kiểu nghi lắm anh em ạ. Vâng, anh em tin tôi. Vâng, tôi để cho anh em xem, nghi lắm luôn, thề luôn. Đây là khéo vừa chạy ra mất ngay cái đầu này. Vâng, vừa chạy ra mất ngay cái đầu thì nó lại ảo. Vâng, vừa chạy ra mất ngay cái đầu thì tôi nói với anh em là ảo ma Canada luôn. Lên thôi. Không sao, mình sẽ chọn một cái con đường đi nó hết sức an toàn nhé. Đấy, đi nó hết sức an toàn, đúng rồi. Và đi đường hướng này nó vẻ an toàn đấy. Đúng rồi, xong rồi chạy ở phía dưới trườn đồi này. Và rất an toàn. Cái quan trọng là bây giờ phải làm sao mà bắt được cái thằng phần mềm trước. Bắt được cái thằng phần mềm trước, nó không bắt được nó thì chịu đấy. Mà không bắt nó bắn nó nhấc người luôn.
Đấy, ui bắn này, ui bên 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 tạ bên kia chưa chưa sao cả. À, hay quá, lấy một mạng rồi, ngon. Rồi lên đi yêu anh. Ôi ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi nó bắn ba phát hết rồi, nó bắn đi mình ba thằng, ba phát hết rồi anh em ạ. Rồi phần mềm đấy chịu, bạn bạn chơi phần mềm, người chơi hệ phần mềm đấy chịu. Và ôi trời, nó bắn quát ra kêu 4 phát hết shot ạ. Chịu ơi, chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi, thua, bạn thắng mình thua. Đấy, ôi chơi thế đi. Chơi thế nó bắn thì mình 4 phát hết shot cả 4 ạ. Ôi, ảo thật đấy, nó bắn nó hai bên luôn. Còn chưa thấy địch đâu, thế đã thấy hết shot. Ôi giời ơi, này thì game gủng này toang. Ôi ôi, bắn này thì hỏng hàn hỏng hàn. Ôi ôi, quả đi test đồ đây, đúng là thảm họa rồi. Và gặp ngay mấy ông dùng phần mềm. Tôi ôi, tôi không biết là nó làm như nào luôn, tôi thề với anh em luôn. Tôi chưa bao giờ nghiên cứu về cái vụ đấy, mà tôi chắc chắn với anh em là có điều gì đấy nó không đúng. À, có điều gì đấy nó không đúng. Bạn chạy hiểu kiểu gì, nhăn cái chết. Bó tay giật. Đấy, thằng này lao lên, thằng này lao lên, nó chết chưa? Đấy, đẩy ăn nó đi em ơi. Rồi, ngon, một thằng. Một thằng. Đấy, te tê cay, thằng này cùi. Đấy, te tê cay cùi. Nhưng mà bên kia là có chúa tể, và chúa tể one shot, chúa tể hết shot thì đúng là không biết làm sao mà để mà đỡ được. À, mình bắn hay đến mấy cũng không thể mà đỡ được chúa tể hết shot, chúa tể hết shot bắn như thế thì đúng là người mình còn cái nịt luôn. Ui, càng đét nó khe lẹt, à, nó bắn mình đúng còn cái nịt luôn anh em ạ. À, nó bắn 4 phát, 4 người 4 phát hết shot, tỷ lệ hết shot là 100%. À, không cần nhìn thấy mình, nó bắn hết shot. Nó vừa bắn hết shot thằng đứng trước mặt mình, xong nó bắn hết shot mình luôn, xong nó bắn thằng hết shot đứng sau mình luôn. Ảo thật đấy, ảo ma Canada, Venezuela, Argentina. Bó tay rồi. Rồi, định ra đây nốt đi em nào. Ra đây nốt đi biểu diễn, mình xem vài đường hết choạt của các bạn xem nào. Vài đường hết choạt rồi anh em ơi. Ảo thật đấy. Và cái ông AFK mấy game xong rồi ra toàn hết. Đấy, lại một pha hết choạt. Ai, à đây là D anh à, Đức anh à, à mày bắn cậu à, mày bắn cậu à, ờ làm sao, mày bắn cậu, mày đây này. Mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây, mày nhảy xuống đây, mày nhảy xuống đây, mày nhảy xuống đây, ui, ui, nó không chết anh em ạ, nó không chết, nó không chết, không sao, bùi cao sẽ khỏi. Đấy, đẩy lên ăn nó bạn ơi, đấy, Sia Ali đẩy ăn nó bạn ơi, làm sao, ui, 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 làm sao, ui, lại bay đầu ạ. Kia cẩn thận bạn ơi, nó bắn bắn bay đầu bây giờ. Đấy cái thằng kẹo DG này, kẹo DG TH bắn toàn hết shot, chịu thật sự đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại mình like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.